Hai sáu của bác này, em lại view cho bác cái mẫu điều hòa Panasonic nhé bác nhé. Con này con máy 12.000 BTU này, vít 12.000, full tính năng, lâng lia dọn dàn các kiểu đây, eco rồi la lô đây. Máy 12, nóng vít này các bác này, nóng to đùng. Đấy, nó có mã là 22LAE8, sản xuất 2012. Đấy, điện 100V, 970W, mặt lạnh nó nặng 12kg. Độ tiếp điện nó 6.7 các bác nhá. Đây thì các thùng dữ kỹ thuật của nó ở đây hết rồi các bác nhá. Cục nóng nó cũng đây, 28LAE9. Đây em sẽ view trước mặt lạnh nhá. Dàn trước nó chung chung nó cũng khá là đẹp. Này còn full tính năng ấy. Cũng nóng đây. 28LAE9 điện 100V, 1,22 kg/410. Cũng nóng nó nặng 40kg các bác. Máy 12 mà cũng nóng nặng đến 40kg thì các bác biết rồi, rất là nặng. Ga rất nhiều. Dàn nóng xanh biếc luôn. Đấy, dàn nóng rất là xanh. Máy 12. Thôi nha, dàn nóng khá là đẹp. Đấy, như con máy 12 vít này, 12 vít này, đủ đồ. Giá triệu mặt lạnh, cục đổi nguồn, điều khiển zin, điều khiển zin luôn các bác nhá. Bán giá bác là 6 triệu. Đấy, cực kỳ hợp lý luôn. Giá chỉ có 6 triệu mà con hàng vít ba la này. Inverter tiết kiệm điện 2 chiều, nóng lạnh, hút ấm. Thôi nha, thời tiết của miền Bắc mình chơi luôn cả chiều hút ẩm luôn, đỡ phải mua cái máy hút ẩm mất 2-3 triệu các bạn. Đấy, các bác nên lưu ý dùng điều hòa này thì không cần dùng hút ẩm, mùa lồm không cần luôn, với giá chỉ 6 triệu thôi nhá, bảo hành cho các bác 2 tháng luôn. Các bác cần inbox chưa, máy vít máy 12, sản xuất 2012, cùng nóng nặng 40kg các bạn, rất là nặng đấy. Hàng ở chung rất là đẹp, đã dọn ngoan thành cành đào hết rồi. Bác về chỉ việc lắp thôi. Mà lại full tính năng, lưng nia dọn dàng cùng nóng vít, giá cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, các bác cần inbox chưa? Theo số điện thoại là 096 1519 122 các bác nhá. Đấy. Em cứ view từng mã một cho các bác xem cho nó dễ. Đây là máy 12. Đấy. Full tính năng, giá cực kỳ yêu thương. To cao. Đó nhá. Đấy, ok, cảm ơn các bác.